tớ sẽ đọc câu chuyện gì đây? Tớ sẽ cùng bạn gấu đọc câu chuyện gì nhỉ? Câu chuyện kia chú gấu ăn. Đúng rồi, chú sao gấu ăn. Các bạn hãy cùng tớ và gấu nâu đọc chuyện nhá. Wow, rất nhiều màu sắc trong câu chuyện phải không nào? Wow, rất nhiều những chấm tròn có nhiều màu khác nhau nhỉ? Trang đầu tiên có ông mặt gì nhỉ? Ông mặt trời. Đúng rồi. Kích đá. Dưới ánh gì? Ánh trăng, ánh ánh. Ừ, có một quả. Quả gì? Kích đá. Quả gì nhỉ? Cả trứng sâu. À, trứng sâu nằm trên một chiếc. Kích đá. Chính xác rồi. Và một buổi sáng đẹp trời, có ông mặt trời gì nhỉ? Chú sâu là sao? Nở quả trứng làm sao? Nở ra một chú sâu. Chú sâu bắt đầu đi tìm kiếm thức ăn. Vào ngày thứ hai, chú ăn xuyên qua một quả táo. Chà cháo. Một quả táo nào, con đếm nào. Một. Ba. Một. Cảm ơn. Một quả táo, đúng rồi nào. Ngày thứ ba, chú ăn xuyên qua hai quả gì nhỉ? Quả lê. Hai quả lê, chính xác. Ngày thứ tư, chú ăn xuyên qua ba quả gì nhỉ? Quả mận. Quả mận, chính xác. Vào ngày thứ năm thì chú ăn xuyên qua bốn quả dâu gì? Dâu cây. Dâu tây. Vào ngày thứ sáu thì chú ăn xuyên qua năm quả. Năm quả, quả gì nhỉ? Năm quả gì đây? Quả cam. Quả cam, đúng rồi. Quả cam, sữa dâu. Ừ, sữa cam và sữa dâu giống như ỉn uống đấy. À, vào ngày thứ bảy thì chú ăn xuyên qua những quả, những thức ăn gì đây nhỉ? Bánh gì nhỉ? Bánh sô-cô-la. À, bánh sô-cô-la, đúng rồi. Gì đây nữa? Kem. Kem ốc gì nhỉ? Kem ốc quế. Kem ốc quế. Quả dưa. Quả dưa chuột. Miếng gì đây nhỉ? Cô mai. Cô mai, đúng rồi. Và gì đây? Cả xúc xích. À, xúc xích. Nào, bỏ ỉ vào chân xuống nào. Cái gì đây nữa nhỉ? Cả út. Rồi. Bánh gì nhỉ? Bánh cherry. Bánh cherry. Đúng rồi, đây cũng là gì nhỉ? Xúc xích. Bánh gì đây nữa nhỉ? Bạn ơi. Bánh cắp cất. Cái bánh cây. Và miếng dưa. Miếng dưa. Miếng dưa gì nhỉ? Dưa. Dưa gì? Và tối hôm đấy chú bị làm sao? Chú bị đau gì nhỉ? Đau bụng. Ui thế à. Và ngày hôm sau chú ăn qua một chiếc lá gì? Chiếc lá. Chiếc lá xanh tươi. Và chú đã trở thành một chú sâu gì à? To gì nhỉ? Kính. To béo. To béo. À, và đây là chú làm sao nhỉ? Xây một cái gì? Kén. À, và chú ở trong kén. Và bây giờ chú là một con gì nhỉ? Con bướm. Nào, tạm biệt các bạn đi. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Nào, tạm biệt nào. Goodbye nào. Bye bye. See you. Anh là ai kia. Thế, ghét câu chuyện rồi nha. Bye bye.